Mẹ Chui Chui, con trai của mẹ học giỏi và hiếu thảo. Mẹ phải là một giáo viên giỏi, xin hãy giúp con giáo dục nó vài ngày. Nhưng... xin chào chị. Hãy nhớ cái gì của bạn là không kể cho ai nghe chuyện đã xảy ra trong một thời gian. Mẹ ơi, kiểm tra bài tập về nhà giúp tôi. Đang tới. Bài tập về nhà anh đặt ra cho mình sau giờ học là viết 800 bài kiểm tra. Không cần kiểm tra đâu mẹ, con tin mẹ có thể đi chơi game. Chơi các trò chơi. Tại sao bạn vẫn còn học? Gần đây anh ấy đã chạy nhanh thử thách tiến sĩ chỉ trong 5 phút 48 giây. Chứng chỉ bằng cấp của bạn đã đến. 3 phút 20 giây lại phá kỷ lục. Uống và ăn một ít trái cây. Đây có phải là trái cây không? Đây là loại trái cây lai do anh ấy phát triển. Mùi vị khá ngon. Bố có gì là vậy? Bố cậu lại lẻn ra ngoài làm việc. Tôi chỉ bảo anh đánh mình làm việc thôi. Tôi có thể đủ khả năng cho anh ta. Lão Mã, bán một trong hơn 800 bằng sáng chế của tôi. Con trai ông đã mua lại công ty và yêu cầu tôi sa thải ông. Tôi không đi. Đó, còn có người thân khác. Tôi sẽ cho nó một tích điểm IQ. Nó chỉ có thể là... Tôi sẽ lấy dụng cụ. Không phải anh ấy mới vào trung học sao? Anh ấy muốn trở nên khiêm tốn. Tờ giấy tôi đã trong phòng này đâu rồi? Căn phòng không thể chứa thêm nữa nên tôi đã vứt đi một ít. Có chuyện gì vậy? Nếu thế giới phát hiện ra tờ giấy này, công nghệ thổi sao sẽ phát triển sớm hơn 500 năm so với kế hoạch. Cái gì? Chẳng phải đường này có nghĩa là tôi đã đi học vô ích sao?